ngày 8 tháng 8 năm 2018, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai thí điểm 5 điểm đón taxi cố định tại trung tâm thành phố, với mục tiêu xây dựng các điểm đón taxi hiện đại, an toàn, văn minh, hạn chế tình trạng taxi chạy lòng vòng trên đường bắt khách ở khu vực trung tâm. Dự án thí điểm tại 5 vị trí cụ thể như sau: trước số 16 Alexander Road, trước cổng chính Bệnh viện Di Đồng 2, trước số 29 đường Lý Tự Trọng, trước số 3 Hàng Thuyên, khu vực đối diện số 139 Nguyễn Du, trước cổng phụ của Câu lạc bộ Văn hóa Thể dục Thể thao Nguyễn Du. Theo đó, hành khách có nhu cầu đi taxi sẽ thực hiện thao tác bấm gọi trên trụ đón taxi, đèn hiệu trên trụ sẽ bật sáng. Xe taxi chạy trên đường khi nhìn thấy đèn hiệu sáng lên sẽ dừng trước trạm để đón khách. Theo ghi nhận của phóng viên chương trình Camera Cận Cảnh, thì sau một tháng đi vào hoạt động, các điểm đón taxi này lại không được nhiều người sử dụng. Có những điều gì đã khiến cho người dân ít quan tâm đến một phương tiện rất hữu ích này? Không có tiện ích. Bởi vì người ta đi taxi, người ta gọi ghé nhà, đón rồi chở đi rồi chở về thẳng nhà. Chứ không có ai đi bộ từ đây mà để bấm. Ví dụ những người ở gần đây người ta mới bấm. Chứ còn những ở cái khúc cách đây là khoảng 200-300 mét, đang không có ai mà đi bộ tới đây mà bấm. Họ alo, họ gọi tới rồi ghé nhà. Họ bỏ đồ, bỏ vali gì đó, họ đi đâu đi nó tiện ích hơn là cái đây. Cái này nó không phải là như xe buýt. Thực sự mà nói cái này nó là nó đưa ra thí điểm chứ nó không có là phổ biến. Thì cái thí điểm này nó không có tiện ích, ít người đi lắm. Mình bấm vậy là xe nó tới là có ích cho mình chứ, tiện hơn. Thấy có nhiều người người ta lợi là người ta bấm ngay cái chỗ cái nút đó. Nhiều khi vừa bấm tí xíu là taxi tới, còn có khi bấm thấy chờ cũng hơn lâu. Mấy ngày trước thì có nhiều khi cũng 6-7 người, như sáng giờ thì chưa thấy. Chẳng thể giúp ích gì cả, vì taxi nó đâu có đi ngang đâu. Nhưng mà nó có những cái trạm thì thực tế hơn ấy. Taxi đi ngang đây nó có tình cờ thôi, cho nó đâu có chú ý đi ngang đây tập trung đâu. Tiện, nếu mà có cần thì mất công phải gọi điện, cần thì tới thấy thì tới bấm thôi. Mà nhiều người bây giờ thì nó mới quá thì nhiều người người ta không biết để tới bấm. Theo quy định tại các điểm đón taxi, có một trụ báo taxi màu vàng trên vỉa hè, lòng đường có kẻ vạch đánh dấu vị trí cho taxi dừng. Nhưng phần lớn lòng đường tại những khu vực này đã bị chiếm dụng để đậu xe ô tô. Việc xe taxi có muốn tấp xe vào để đón hay trả khách là rất khó khăn. Tại khu vực cổng phụ Câu lạc bộ Văn hóa Thể dục Thể thao Nguyễn Du quận 1, có một điểm đón taxi đặt đối diện trường học, nên vào giờ tan học, nơi đây thường tụ tập rất đông người để đón học sinh về. Cho nên việc người dân sử dụng điểm đón taxi tại đây là rất ít vì quá bất tiện. Chỗ trường học này là nó đưa đón là nó cũng bị kẹt trường luôn. Vì sao xe buổi chiều, buổi trưa đưa đón cái xe ô tô tới đưa đón con cái. Những cái khu mà nếu mà taxi này á, mình phải nhìn đó, nhận á, là cái chỗ nào mà đông. Ví dụ như ở mấy cái tòa nhà mà cho thuê văn phòng á, thì mình đặt cái đó là người ta ra, người ta bấm, người ta ra đi. Nó tiện hơn đặt ngay chỗ trường học. Theo cá nhân tôi bảo cái trạm taxi mà để như vậy á, thì nó cũng không có được thuận tiện. Tại mấy lần tôi đứng đón con tôi ở đây, tôi thấy người ta gọi taxi, mà taxi có bảo giờ học sinh ra làm sao vào được. Nếu có cái điểm taxi này anh đặt những cái chỗ mà nó cái không gần cái trường học quá, ví dụ anh đặt lại nó xích xuống dưới này chút, hoặc xích lên trên này chút. Tại vì đây nó cái khu thể dục thể thao đây, chứ không nên đặt gần trường học quá. Mà chị thấy cái chỗ này nó thì bất tiện giao thông. Ở đây nó xe đậu nó hơi đông, tại chị nghĩ đường này đường một chiều, khó đám xe. Mà xe ô tô thì nó hay đậu bên hướng đó, nên là taxi nó tấp vô nó khó. Việc triển khai thí điểm 5 điểm đón taxi cố định tại khu vực trung tâm thành phố nhằm tạo thuận lợi cho hành khách và hạn chế việc tài xế taxi chạy lòng vòng đón khách hoặc dừng đỗ tùy tiện. Tuy nhiên, những điểm đón taxi thí điểm này chưa phát huy được hiệu quả phục vụ người dân của chúng. Tuyên truyền về trạm đó, mà rồi tuyên truyền cho taxi nữa, thường xuyên ở đó có các trạm. Nếu mà trong thời gian đi mà không có khách á, thì mình đi ngang qua đó. Rải rác quá thì đâu làm sao mà đón được. Có thích hợp lựa chọn địa điểm, cũng như những cái bài taxi đó. Người dân có thể cự ly trong khoảng 500 mét đi tới đó. Sắp tới thì phải cần nhiều để nếu mà người ta cần mọi lúc mọi nơi thì người ta thấy, người ta tới. Thường ngay mấy cái quận trung tâm thì tiện ích hơn, với lại ngay chỗ quanh dân văn phòng. Tại vì nhu cầu bên đó thì đông hơn.
mấy cái trụ này á, thì mình nên đó là phải tìm hiểu cái chỗ nào mà đông đúc người ta đi nó thuận tiện. Chị nghĩ là nó đã ở tuyến đường hai chiều, ít nhất là cũng phải có bảng hướng dẫn, hay là cũng phải có thời gian đầu cũng phải có người đứng đó để hướng dẫn. Để thu hút người dân và du khách sử dụng điểm đón taxi cố định ngày một hiệu quả hơn, các cơ quan quản lý cần đưa nhiều thông tin cho mọi người biết thêm về những tiện ích của công trình này, xây dựng thêm nhiều điểm đón taxi hơn và đưa ra những giải pháp thích hợp để các điểm đón taxi phục vụ người dân và du khách một cách tốt nhất, hạn chế tối đa việc xe taxi đưa đón khách dọc đường, dừng đỗ không đúng nơi quy định, góp phần làm ách tắc giao thông tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.